Rồi các bạn, hôm nay ông nội sẽ cho Sam và Sơ thưởng thức món dứa. Đây gọi là ở miền Nam gọi là trái khóm, ở miền Bắc gọi là trái dứa, hay còn gọi là trái thơm. Đã được gọt sẵn rồi đây các bạn. Bây giờ ông nội sẽ cắt ra để cho các bé khỉ cùng ăn nha các bạn. Rồi, ok. Sao thanh kiểu A Sơ? Wow. Xong rồi. Xong rồi.
Rồi các bạn ơi, bây giờ ông nội sẽ pha sữa để cho Sam và Sơ uống sữa đây các bạn.
Rồi, goodbye, see you again, bye bye. Thank you everyone, bye bye các bạn, bye bye.